Điểm yếu của chị thì gọi là hay nói, hay cười. Con tim của em là gọi các anh đến với con tim của em đang cô đơn mà từ 60 tuổi đến 85 tuổi. Theo anh em thì về, theo anh em thì về nơi này nắng quê, nơi cánh diều rậm rình có vườn cây bên mỹ xẻng. Kênh của Thầy Giáo Đức và kênh Nhịp Sống Phương Nam sẽ dành tặng cho những anh, những chú mà đặc biệt là những người ở tuổi 85 một người chị rất là tuyệt vời. Và về á nha, là sơ hở là chị hát á nha. Cứ sơ hở là chị hát, sơ hở là chị hát. Chị hát ba liền luôn. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ní chữ dòng sông, mang theo tấm lòng con trai người Việt, anh ra chiến trường tất cả mà yêu thương. Trời ơi, tưởng đâu hát ba giọng. Không. Hát có một bài là đi ba miền, em tưởng hát ba giọng. Các chú 85 tuổi, hãy nhanh chân còn kịp, không là tiếc hùi hụi luôn nha các chú. Chương trình tụi em là có một báo vật, là sẽ chọn những người chồng là những chú 85 tuổi. Hãy alo cho Thầy Giáo Đức, alo cho Nhịp Sống Phương Nam, nhanh còn kịp nha các chú 85. Anh cứ mạnh dạn đến với em rất là vui vẻ. Trái tim em đang gọi các anh. Thầy Giáo Đức cùng với Nhịp Sống Phương Nam xin kính chào bà con cô bác cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Kết Nối Yêu Thương. Tham gia chương trình hôm nay thì có một người chị rất là đặc biệt đến từ Kon Tum, lặn lội hơn 700 cây số để đến đây tham gia chương trình chúng ta. Thì chương trình rất vui khi chào đón người chị này. Em tên là Phan Thị Mừng, sinh 1969, năm nay 54 tuổi, quê ở Hải Dương, sống ở Kon Tum. Rồi sáng nay mình đi từ lúc mấy giờ chị? Chị đi từ tối hôm qua. Đi từ tối hôm qua luôn, là đi xe cả ngày luôn, đi xe đò hay là đi xe gì? Chị đi Kon Tum xa lắm, chị đi từ chiều hôm qua bắt đầu chị mới đi ở trong quê ra. Ra bắt đầu rồi chị mới đi lên xe đò, đi lên xe đò bắt đầu là gần sáng rồi bắt đầu mới tới đây ạ. Tới đây bắt đầu đi đến chương trình đây luôn. Đi trên đường đi mình cảm thấy nôn không chị? Cũng nôn nao bởi vì cái ước nguyện của mình là đi đến tìm một nửa yêu thương. Giờ gần cũng cuối năm rồi, chị cũng nôn nao để tìm một nửa yêu thương của mình. Nên là chị cũng rất là nôn nao vào đây thì vừa chị cũng hơi run, nhưng giờ chị cũng bớt run rồi. Chị ở trên đó là nhà cửa mình sao hả chị? Chị ở sống chung với con ạ. Sống chung với con, nhà mình là được mấy con? Dạ, được hai con trai ạ. Hai con trai, rồi điều kiện gia đình mình sao? Ví dụ mình lấy chồng khi nào chị? Mình lấy chồng, chồng mình mất cách đây có hơn chục năm à. Mất hơn chục năm, còn hai đứa con trai, lúc mất thì con trai còn nhỏ không? Con trai còn chưa lấy vợ, còn đến lúc mà bây giờ thì con lớn vợ hết rồi, có ba cháu nội rồi. Tham gia chương trình này thì mấy con có biết không? Mình có chia sẻ với con không? Có, cũng chia sẻ này, các con là con râu và con trai cũng đồng ý mà. Thôi trước kia thì mẹ cũng vất vả nuôi các con, bố con thì mất sớm, thôi bây giờ thì nửa đời còn lại của mẹ thì mẹ đi tìm lấy để được hạnh phúc. Chị có thể giới thiệu cho tụi em vài nét về cái đặc điểm bản thân của mình, ví dụ như là mình có những cái ưu điểm gì chị? Chị thì chị có ưu điểm là chị thì hòa đồng với xã hội. Và chị thì sống ở nhà quê ra nên là chị là rất là hòa đồng, chị không có một cái gì gọi là khó tính hay là như thế nào cả. Rồi mình có những cái nhược điểm gì không chị? Chị cũng không có nhược điểm, yếu của chị thì gọi là hay nói, hay cười. Điểm yếu là hay nói hay cười, chị hay nói vậy hay không? Hay hát. Cái đó đâu phải điểm yếu đâu, em cho rằng cái đó là điểm mạnh mà. À chị vừa nói cái gì ta? Hay hát. Chương trình rất thích là những bà con cô bác đến tham gia chương trình mà là ca hát để cho cái chương trình nó thêm vui. Thôi thì bây giờ chúng ta để góp vui cho chương trình đi. Chị sẽ tham gia một bài hát để cho bà con khán giả cộng đồng mạng được một cái không khí giải trí thật là vui vẻ trong cái chương trình này chị. Mời chị. Chị thì hát không hay. Chị chỉ có hát ở nhà thôi chứ chị cũng chưa đi ra ngoài hát bao giờ. Nên là chị hát lên cộng đồng khán giả cũng gọi là có gì cho qua. Chị chỉ hay hát thôi chứ chị không hát hay. Chị gửi đến khán giả một bài hát là Cung Đàn Mùa Xuân để cho nó nhộn nhịp đón Tết. Em ơi vút lên một tiếng
đàn kìa, đàn đã so dày cũng đàn đã nổ piano. Đất nước mình xôn xao niềm vui nở rộ, bình minh chiến thắng gieo ca, xuân về non nước gieo vui, mầm sống ta ươm giữa đời. Tay anh nâng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm trời, em chút nắng vàng. Đường đi nay phút thanh thang, tâm hồn nồng gió anh ơi, xây đời mộng ước tương lai, em ơi bút nên một tiếng đàn. Trời quá hay chị ơi, nói chung là chúng ta góp lời ca tiếng hát cho chương trình nó sôi động hơn hả chị ha. Cái hay dở thì cũng không quan trọng lắm đâu, chủ yếu là tinh thần chị ha. Rồi thì khi chị tham gia chương trình này thì chị sẽ mong muốn là mình có một người yêu như thế nào chị ha? Chị cũng mong muốn là có một người yêu thương mình thật lòng à, bởi vì chị thì cũng không được đẹp như người ta, nhà quê ra, nên là anh nào xem chương trình này mà quý mến chị mà thương yêu chị, chị rất tôn trọng tình cảm, chị rất tôn trọng hạnh phúc của người đã đem đến cho chị, và chị cũng hứa là chị sẽ sống hạnh phúc và quãng đời còn là của nửa đời còn lại á, chị như vậy. Mình mong muốn là cái người đến với mình là ở độ tuổi nào chị? Chị thì năm nay 54 rồi thì chị cũng mong muốn là 80 giờ xuống ạ. Cao nhất 80 xuống. Hơn nữa được không chị? Hơn nữa là người ấy có sức khỏe, người ấy trẻ nhìn còn do sức khỏe của họ như thế nào á. Em rất mong được các anh xem cái kênh này, các anh để ý đến em được là em từ 60 tuổi đến 85 tuổi em rất là nhiệt tình, nồng nhiệt để đón đoán các anh. Em không có chê gì các anh hết, lớn tuổi như thế nào hết, em sống về tình cảm. Những cái anh lớn tuổi đấy, từ 80 đến 85 đấy, em cứ mạnh dạn điện thoại cho chủ kênh để chủ kênh kết nối cùng với em. Em không có ngại gì cả. Và em rất là sống, là rất là có tình cảm. Mình sống bằng hai trái tim với nhau, để cho hai trái tim hòa hợp, sống đời còn lại để cho nó vui vẻ. Các anh đừng có ngại, và những các chị lớn tuổi đừng có ngại. Mình cứ thấy cô đơn là mình trống trải là mình nên thôi. Bây giờ mình cứ giải quyết là sống là cô đơn là trống trải, mình lên kênh để mình tìm kết nối yêu thương để được hạnh phúc đời quần lại ha. Đấy, rất là mong là vui vẻ. Tới đây nếu mà có dịp mà anh nào nhanh thì em cũng rất là thích đi Noel. Nếu anh nào kết nối được, có dịp được đi Noel với em là em rất là cảm ơn ha. Và Tết dương lịch, Tết âm lịch này cho em phải cô đơn nữa. Em rất mong các anh đến sớm ạ. Con tim đã đang gọi. Con tim của em là gọi các anh đến với con tim của em đang cô đơn. Tết này âm lịch này có anh được con cái trái tim khác mà ấp ủ cô đơn, cái tim này thì rất là tuyệt vời. Và Noel này nữa là mình sống ấm áp, mình được đón Noel cùng với lại các anh á là tốt nhất. Ví dụ như người ta đã lớn tuổi như vậy rồi thì có hỏi là những cái vấn đề chăn gói của người ta sẽ hạn chế thì chị nghĩ sao? Chị thì sống tình cảm mà được. Còn hạn chế thì mình cứ sống, mình đã lên đây rồi là mình sống bằng tình cảm, mình sống bằng hai trái tim gọi nhau đó, hòa hợp với nhau. Đã nên là kết nối yêu thương rồi đó, mà mình hòa hợp à, mình có muốn kết nối thì mình mới lên đây, mà mình lên đây rồi thì là trái tim mình đã kêu gọi đó. Đấy, trái tim gọi rất là gần, mong các anh là cứ vào à. Ví dụ như là những người mà 85 tuổi thì người ta đến với mình thì chị sẽ có cái lời khuyên như thế nào để mà người ta cảm thấy là không bị cảm thấy lo ngại gì vấn đề tuổi già. Rồi, nếu mà người đó mà đến với chị thì chị cũng nói là anh ơi, bây giờ cái tuổi đời mình già rồi thì bây giờ anh cũng tìm đến một nửa để chăm sóc cái tuổi già để cho nó an toàn về già. Mình cũng vui vẻ quấy xong cái đời còn lại là rất là để cho nó vui vẻ. Mình sống trên đời nó cũng không được bao nhiêu, mình cứ hẹn nhau kiếp này đi chứ đừng có nhận hẹn nhau kiếp sau. Mình cứ sống cho kiếp này đi. Chứ đừng có hẹn là anh ơi đi hẹn kiếp sau, em hẹn kiếp này hết, em cũng hẹn kiếp sau thì hết. Chị rất ghét là những người mà nói những cái câu như là hẹn kiếp sau đúng không chị? Đúng rồi. Mình cứ sống cho kiếp này đi. Vui vẻ kiếp này thôi. Chứ mình không có hẹn nhau kiếp sau thì hết.
sống hiện tại, sống sống cái hiện tại luôn. À, người ta chỉ cần điện là em ơi, anh xem kênh của em rồi, thấy em nói anh rất là cảm động, anh rất là thương em. À, thì bắt đầu là tốt rồi. Người ta phải xem theo dõi từ đầu đến đuôi. À, tính là rất là hay nói này, hay cười này, hay hát này. À, rất là vui vẻ này, hòa đồng này. À, đặc biệt là chăm sóc người nhà già rất là giỏi. À, à đấy, tình cảm rất là nhiều. Các chú mà 85 thì nếu mà đến với người chị này thì sẽ được một cái bàn tay chăm sóc rất là dịu dàng và rất là thành thạo trong cái việc gọi là thành thạo về massage này. À, về tầm quất massage gọi là rất là dịu dàng, rất là thoải mái. À, cái chi tiết này rất là hay nè. Các chú mà 85 tuổi thì chắc chắn là vấn đề đau nhức mỏi rồi là cũng là một trong những cái vấn đề mà rồi trị liệu này, thích tiểu đường có nghĩa là rất là thuộc, rất là thành thạo những cái việc đấy. Ví dụ như là tối về ông bà chăm nhau á, mình massage từ đầu đến dưới đó, là thông máu này, thông máu huyết rồi là mình trị liệu luôn. Ví dụ như là mình đến với những cái tuổi 60 là trị liệu rồi, 60 là phải massage. Những cái người mà mình mong muốn thì phải có cái về cái hoàn cảnh kinh tế như thế nào chị? Hoàn cảnh kinh tế thì cô không có đòi hỏi gì cả, bởi vì cô là rất nghèo nên cô không có đòi hỏi gì kinh tế. Cô cũng nghèo mà cô đấy đâu có đòi hỏi, cô chỉ mình đã sống bình dân thôi. Ủa, em đang suy nghĩ là thường là mình nghèo mình phải kiếm người giàu để cho nó bù đắp lại chứ? Không có, làm gì có như vậy. Mình chỉ sống bởi vì mình là một người quê ra, mình không có đòi hỏi gì hết á, không có đòi hỏi giàu nghèo gì hết á. Ở đây cái quan niệm sống của mình là mình đã là người nghèo rồi, thì mình cứ đi tìm người nghèo, không có cần phải tìm người giàu để làm gì hết. Nghèo với nghèo thì về với nhau là mình sẽ cùng nhau mình cố gắng để mình làm kiếm tiền để mình sinh sống thôi. Còn người nghèo mà không có tìm người giàu để làm gì hết, đúng không chị? Người giàu người ta không để ý đến mình được, bởi vì mình cái bậc nào thì mình cứ phải theo cái bậc đó thôi. Mình xấu, mình nhà quê làm sao mà đòi hỏi cao được, nên là mình cứ mong làm sao các anh đến là được rồi. Lên kênh này, cái quan trọng nhất là mình tìm được cái tấm chồng rồi. Chứ mình không có quan trọng cái vấn đề giàu nghèo. Nghèo mới là một cái cách để mà mình dễ hòa hợp với nhau hơn. Thì khi mà chúng ta đến với nhau rồi thì mình sẽ dự định về cái vấn đề mà ở đâu như thế nào chị? Ở đâu thì do hai người tìm hiểu. Sao là nếu mà như là ở bên đâu cũng được, đi theo anh về quê anh cũng được, và cũng đi theo quê em, đi về quê em cũng được. Chứ không phải là bắt buộc là tìm người yêu là phải có nhà, đúng không chị? Dạ. Không cần thiết phải có nhà hả chị ha? Dạ. Nếu không có nhà thì ở nhà mình cũng được ha? Dạ. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi thì cái chương trình này tụi em là ghi hình và sẽ đăng tải lên các cái nền tảng mạng xã hội. Dạ. Chị đồng ý không? Được ạ, có đồng ý ạ. Những lời mà chị chia sẻ từ nãy giờ là hoàn toàn sự thật, đúng không? Sự thật ạ. Chị nói lại cái ý đó đi. Từ là lúc chia sẻ lên trên kênh bây giờ là toàn là nguyện vọng của mình là sự thật hết. Đó. Nên là muốn anh nào mà quan tâm đến em á, thì để ý đến em á. Theo anh em thì về, theo anh em thì về nơi này nắng quê, nơi cánh diều dâm dinh, có vườn cây bên lũy trẻ làng quê hương ta, bánh đà bánh đúc hương trải ngọt, vườn cây chín thơm tuổi thơ đã ước mơ. Mãi yêu quê hương ta về cùng nhau. Đấy, em hát như vậy. Thôi em dắt chị về luôn. Chắc chắn là sẽ có người đón chị ngay lập tức thôi. Chúng ta không làm chương trình này. Thương anh em thì về, thương nhau ta thì về, nơi lại làng quê, lời cánh diều dập dinh, có hàng cây bên lý trẻ làng quê hương ta, bánh đà bánh đúc hương trải ngọt, vườn cây trái thơm tuổi thơ đã ước mơ. Quê hương ta dầm mưa dãi nắng, bao trẻ thơ đã ước mơ. Mãi yêu quê hương
Rồi chúc chị quá tuyệt vời. Trong chương trình có một người chị rất là vui nha. Là chị tham gia chương trình này là chị là sử dụng những cái lời ca tiếng hát để bày tỏ một cái tấm lòng của mình. Từ hồi mà chúng em mở chương trình bây giờ là chưa bao giờ có một chương trình mà có một người chị mà bày tỏ cái tấm lòng, bày tỏ cái tình cảm mình bằng một cái lời hát. Tụi em hết sức là bất ngờ luôn. Rồi thôi bây giờ là em thầy giáo Đức là đại diện cho cái kênh thầy giáo Đức cũng như là kênh Nhịp Sống Phương Nam xin kính chào bà con cô bác cộng đồng mạng và chúc bà con cô bác cộng đồng mạng một ngày là đầy sức khỏe và rất là vui vẻ với chương trình của người chị tuyệt vời của chúng ta. Bây giờ thì thầy giáo Đức và cùng người chị này đang chờ đón các anh U85 hãy gọi điện thoại nhanh còn kịp. Mùa Noel này sẽ kênh của thầy giáo Đức và kênh Nhịp Sống Phương Nam sẽ dành tặng cho những anh, những chú mà đặc biệt là những người ở tuổi 85 một người chị rất là tuyệt vời. Và về á nha là sơ hở là chị hát á nha. Cứ sơ hở là chị hát, sơ hở là chị hát. Chị hát ba miền luôn, chị hát miền nào cũng có, chị hát từ ba miền á. Đâu chị hát giọng miền, chị hát giọng miền Trung nè. Khoan 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 người. Rồi bây giờ nè. Bây giờ nè là chương trình hôm nay rất là vui luôn. Là người chị này là nói rằng là sẽ có thể hát được ba miền. Bà con khán giả hãy nghe và hưởng thức và cùng chia vui với một cái chương trình. Hôm nay là gần Tết rồi, chúng ta có những cái chương trình là cực kỳ vui như thế này. Chị sẽ hát ba miền nữa nha chị nha. Hứa nha, hát ba miền luôn. Rồi ok, rồi bắt đầu. Rồi hát ba miền rồi. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc mang theo câu hò điệu ní chú dòng sông mang theo tấm lòng con trai người Việt anh ra chiến trường tất cả mà yêu thương quan hòa người ơi riêng tư mà chim sáo sẽ chi luôn kiếm thiếp theo chàng một phiên gió bay luồng đã lên đồng thương nhau ní tao đấy ba miền đấy từ miền Bắc đi ba miền Nam. Trời ơi em tưởng đâu hát ba giọng không, hát có một bài là đi ba miền em tưởng hát ba giọng. Các chú 85 tuổi suốt ngày hát luôn. Các chú 85 tuổi hãy nhanh chân còn kịp, không là tiếc hồi hụi luôn nha các chú. Chương trình tụi em là có một báo vật là sẽ chọn những người chồng là những chú 85 tuổi. Đây rất món quà dành à. Đây là một món quà thật to để dành tặng cho các chú 85 tuổi. Hãy alo cho thầy giáo Đức, alo cho Nhịp Sống Phương Nam nhanh còn kịp nha các chú 85. Rồi chị hãy nói các chú 85. Rồi xin chào các anh cứ đến với em. Em rất là mong muốn cái Tết âm lịch với cái Tết Noel này được vui vẻ các anh. Các anh cứ mạnh dạn đến với em rất là vui vẻ. Trái tim em đang gọi các anh. Dạ. Đừng hát nữa nha. Trời không hát. Hát nhiều các anh ấy. Có hát rồi. Có hát cái câu nào để tỏ tình với chú 85 cái nữa coi. Rồi không hát nữa. Không hát nữa, không hát nữa. Rồi chị cũng chúc tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước được vui vẻ và lời chào trân trọng nhất với các cháu mong rất là sức khỏe năm 2024. Chúc Tết tất cả toàn thể trong và ngoài nước được mạnh khỏe, được vạn sự như ý. Giúp các anh chương trình chúng ta hôm nay là rất là vui nha bà con ha. Lời thầy giáo Đức cùng với Nhịp Sống Phương Nam xin kính chào bà con cô bác cộng đồng mạng đã đồng hành với anh em tụi này trong suốt cái video này. Thì anh em tụi này hứa sẽ là cố gắng sản xuất những cái video rất là thú vị để dành cho bà con cô bác cộng đồng mạng. Thì bà con cô bác hãy yêu quý cái kênh thầy giáo Đức cùng với kênh Nhịp Sống Phương Nam và nhớ comment bình luận để có những cái tương tác đa chiều để giúp cho bà con khán giả xem chương trình để có góc nhìn đầy đủ hơn. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào.